Em mời cậu. Dạ thưa Mai. Anh sao vậy? Em đã biểu anh đợi em rồi mà anh qua đây làm chi? Sao anh mất bình tĩnh vậy? Em mới mất bình tĩnh đó Đà. Em mà tỏ thái độ này, nếu bị bại lộ là do em chứ không phải do tôi à. Anh nói cái chi vậy? Em không có hiểu. Anh qua đây không phải thăm em. Chứ anh thăm người bạn rất thân. Anh với anh ta vừa kết nghĩa huynh đệ đó Đà. Ý của anh là mời ông. Phải công nhận nha, nhà của ông đẹp dữ đó, sang trọng nữa. Mấy căn nhà ngoài phố bằng sao mà đẹp bằng. Nếu như ông không ngại thì cứ thường xuyên lui tới đây chơi với tôi. Khi nào mà tôi không qua bển, ông cứ qua đây thoải mái. Coi như tôi với ông kết chặt tình bằng hữu, tình thâm giao của chúng ta. Đúng là tri kỷ. Tôi chưa nói hết ý là ông đã hiểu rồi. Em chào anh hai, em mới học gì? Út Lâu. Chào bạn anh hai một tiếng đi. Út Lâu. Cái con nhỏ này, hôm nay đi học bị đòn hay sao? Về cái mặt quẹo đe gì không biết. Thôi đi, con nít mà, hơi nào mà chấp nhất. Vô không? Bộ phim do Viettel Media sản xuất.